Đứng lên. Không có sức được. Đâu, cái này nãy là đồng đạo thúc xuống cái này. Sao con xuống vậy thôi? Không phải ở đây. Không vậy nó bước xuống cái nộp hả? Không sao như vậy là giải quả cây nó hết. Không có gì không phải lá cây nó ha của nó. Không lá cây đắp cho đi. Lá cây nó cầm má hay lắm. Cầm lại. Nó kéo cây này ra. Cái lá cây non nó có cái chắc chắn. Bỏ cái đó lấy mặt khác. Đồng đạo mình tốt đó. Mà không là tao. Dữ rồi ta. Hả? Ủa gì vậy? Rồi, cái gì? Chốc cái da. Cái lớp da. Hết chảy rồi. Rửa cái à. Rồi đi rửa cái xong khi nè. Tội nghiệp chúng sanh quá. Đức thầy nói thân này ăn tiết nằm xương chẳng than chẳng thở gì chẳng là ngồi chưa đụng tiếng ngô thân ăn quên. Thôi bây giờ theo cái đời là đề nghị chung thì quý vị mình sẽ cúng. Bà ở trên đây bà có đồ che cả ở trên tôi đâu che này. Dạ xin mời quý đồng đạo chúng ta đứng lên. Tất cả quý đồng đạo chúng ta bỏ nón. Cô Út cổ không có tóc thì thông cảm, còn đồng đạo có tóc thì đề nghị cởi hết nha. Có chị đứng thực tế, còn chị cũng không có đứng như thế nào, tôi đứng thẳng đó rồi. Đâu lên đây. Ông đạo thơm cúng không? Không. Dạ mời chư đồng đạo chúng ta trả lại sự yên lặng. Dạ kính thưa quý vị, hiện tại chúng ta đang hiện diện tại nơi mà đồng đạo chúng ta được nghe cái danh xưng và Lan Thiên. Ở trong quyển 3 Đức Thầy có nhắc đến Lan Thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng, thảnh thơi vô cùng. Thì giờ đây với cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta viếng lại cái cảnh cũ người xưa mà Đức Thầy chúng ta đã đến đây và Ngài cũng có nhắc đến trong sấm giảng của Ngài. Toàn thể chư đồng đạo đã có cái thời gian chúng ta vừa phơi nắng vừa nghe đạo. Đây là một cái kỷ niệm hết sức là sâu sắc. Nhất là tội nghiệp cái ông nói đội nón nhất định không chịu. Thật ra ổng cũng cực mà con ngồi hơi nữa chắc không xỉu luôn đó. Quý đồng đạo chúng ta đến cái chương trình là cúng nguyện. Thì quý vị đã mặc áo lễ và vào vị trí hành lễ đã xong, mời hướng đến ngôi thờ kính xa. Nếu đồng đạo nào thấy cái vị trí có thể quỳ được thì quỳ. Rồi đồng đạo không quỳ được thì đứng, chúng ta cùng nhau chắp tay dâng lên trán tâm hương tha thiết nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quang Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi Vùng Tà Lơn cảm ứng chứng minh. Hôm nay, ngày 20 tháng 2 âm lịch, chúng con nhóm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kính viếng Tà Lơn, nơi đây vùng Lan Thiên. Kính trình các đấng thiên liêng, xin cảm ứng chứng minh và gia hộ cho thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, đất nước Việt Nam cùng các nước bạn được thái bình thạnh trị, dịch bệnh corona sẽ tan biến mất. Xin gia hộ cho chiến sự trên thế giới sớm được bình yên và gia hộ cho cá nhân mỗi đồng đạo chúng con nơi đây. Ai nấy đều bình an, mạnh lành, gia đình hạnh phúc ấm êm, làm ăn phát đạt trong chánh nghiệp. Và khi đi cũng như khi về, vạn sự bình an, tu hành tinh tấn cho đến ngày công thành quả mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh quý vị đảnh lễ. Đảnh lễ, đảnh thôi. Đành lễ, đành thôi. Đành lễ, đành thôi. Vừa xong bốn lại, thỉnh đồng đạo đứng dậy.
kính xá chính giữa cùng hai vị Bồ Tát hai bên. Kính thưa quý đồng đạo, phần làm lễ thống nhất đã xong, giờ đây chúng ta tuần tự leo xuống ạ. Tăng thêm giờ nắng 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 mà con hết biết đường luôn. Dạ. Nắng mà con để Nhật nó thử coi quý vị mình có nhiệt tình lại không. Đã tốt cái gì đâu, dương cũng được. Vậy sao được có thiếu được rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Trả bài đây. Còn lại. Đi xuống để mình đặt cái máy cố định rồi lại lấy đôi giày sọt vô có thôi, để người ta đi rồi cái mình chạy theo không kịp. Giật này xuống của tôi lên là cả một vấn đề và xuống là cũng cả một vấn đề. Còn mình vũ leo trèo thì quá dễ rồi. Con giống như bà Út. Con chưa trả bài, chưa trắng gì hết. Nghĩ là đi dựng dưới dài đi, ở đây người ta chịu cho. Rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một gói xa chơi, non cao cảnh tượng thành thơ vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phớt phơ liễu yếu lạnh lùng. Tòng mai mùa xuân hứng cảnh lầu đài, lúc còn sáng thời thời thông thi tài hùng anh. Đạp lên cái cây đó là thới không chịu. Tư di mây phủ nhiều đoanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa cày mấy năm. Dạo chơi tâm bực trí âm, nay vì thương chung
trần gian phản hồn. Cái cây tôi đổi là thới không à. Kiều đá lại kìa. Rồi chấm ra, chấm ra. Em muốn rồi. Hết rồi. Thì coi mới đá bố xuống. Đã cái cây tôi đổi là thới không rồi. Sao hả con? Sao hả? Để ông hai, để ông hai làm hai ơi. Có ấy à? Sâu quá nè. Sâu quá, sâu ấy. Bước chúng cái gì á? Có bằng cá nhân nè. Lấy hai miếng đi, hai miếng cầm cá nhân nè. Nè nè nè, cầm này đi, cầm nha. Trên đó gần lắm. Nè, trên đó gần. Lấy là non, lấy là non á. Sao đâu mà giữ rồi chè. Không, đừng có nhìn vô. Lấy cái lá non dò dò đắp vô cái đi. Không có sao. Có gì đâu. Nè. Ngoài da không mà. Lột cái da. Lột cái da chứ không hả chút hả. Xây rồi, xây rồi, xây rồi nè. À lấy miếng măng cá nhân cột ngang. Không lấy cái non, lấy lá non nhài đắp lên cây rồi nè. Lá non á, đọt non á. Cho nó chát rồi nó mới cầm lại. Nè. Đừng làm quá. Nè, nè. Em nói được miếng. Có thuốc hút rồi. Thuốc hút. Xé đắp lại. Nó bít lại cái da đó là nó hết chảy máu chứ đâu có gì đâu. Nó chốc cái miếng da không mà đâu có gì đâu. Da mà đều sâu lắm. Ừ sao rồi. Lột cái miếng da ngoài thì nó chảy máu nó lành lại tí xíu là xong. Da đắp vô nó thấm nha, tuột miếng vải xuống. Cô hơi chống mặt thì quay mặt cho nó có miếng giấy gì đó mình bịch ngang đó đi. Nó giữ được rồi thôi chứ đâu có bị xước đứt vậy máu. Có dầu nữa nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Sao? Đâu cái này nãy là đồng đạo thúc xuống cái này nó sắp rồi đó chứ không phải là đây. Con vậy nó không bước xuống cái một à. Không sao như vậy là dễ quả cây hết. Không có gì hết. Lấy cây nó ha quên không? Không lấy cây đắp vô đi. Lấy cây nó gặp má hay lắm. Cầm lại. Cái lá cây non nó có cái chất chát. Bỏ cái đó lấy bằng cái đồng đạo mình tốt quá ha. Mà không là sao? Dữ rồi ta. Hả? Máu dữ rồi. Chốc cái da. Cái lớp da hết chảy rồi. Cái lớp da ngoài rửa cái à. Rồi đi rửa cái xong khi nè. Cái nước. Không vậy đi. Chỉ cho người ta lên mới được. Tại cái lớp da mình nó bong ra rồi. Nó kín lại cái. Với lại chín ngồi xuống á. Chín rồi, ngồi xuống á. Ngồi xuống máu nó không dồn xuống, đúng rồi, ngồi bẹp đi. Đúng rồi, để dò cao lên. Ngồi dưới thấp tốt. Có động mạnh máu nó chảy nữa. Vậy được rồi. À chín ngồi dưới thấp á là đưa cái dò lên cao. Đổ vô cái khẩu trang rồi lau đi. Đừng có đổ rửa. Đổ khẩu trang đó. Thấm khẩu trang cái mình lau được rồi. Đừng có đổ rửa. Rửa nước nó chảy trong ba lô. Bỏ vào xe không á, biết trong vòng. Không thấm vô cái khẩu trang, thấm vô khẩu trang. Rồi vậy là cái đầu cây này nó chọt chứ không phải là. Cây này bỏ đi. Đầu cây. Đạp cho nó rẽ ngang đi mà bước chú. Lúc mà đầu cây nó chọn chính đó. Bây giờ mình lấy cái đầu cây đó đi. Lúc mà nãy cái đầu cây nó nằm đây nè. Đúng rồi. Lên đây nè. Ra đây tôi làm cho nó bước lên là nó làm được luôn đó. Để bỏ đi. Coi chừng tới ông nữa đó. Rồi dài rồi. Rồi vậy đi. Tao đã đi bẻ mà tới tao là nó gan lắm.
Yeah, yeah. Có con keo ấy kìa. Ba bốn keo này nữa đó. Có keo này nè. Keo này quấn ra chút. Các bà bỏ trong cái ba lô à. Sao? Để cho nó đừng có bong ra thôi. Nó đâu rồi kêu em. Đi theo em không được. Để cho nó đi theo. Để nó cắn ra lịnh liều lắm. Cái đó mình quấn lên thịt cho nó dính vô thịt được không? Sợ giật đi hỏi tôi xuống á. Thấp hơn đó, cắn ra. Quấn là quấn lên trên á để cho nó dính vô thịt á, để nó họ nó cái nguyên cái bằng nó tụt xuống. Bây giờ cũng như bác. Lên trên luôn đi. Lên trên thịt luôn đi chú. Thấp tụt rồi. Chứ không phải phóng chú. Không đi nó tụt cho xuống không đó. Cho nó dính vô da luôn. Bó lại vô rồi. Rồi vậy là nãy hà nó đè cái miệng lại là nó chị ở đây chị lỡ trước rồi không đi đi là nó hết ta không sao đâu cái này mà da thôi mà đâu sao đâu nó không ra đâu ừ. Bằng cuộn dây cứng thì nó không rửa tay út phương ơi nè không ra đâu tôi làm cái thớ cho không rửa tay dây thông gà dây thông gà dây thông gà đen dây thông dưới cái đen tặng luôn đi 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 sợ hả đi sợ hả tụi nó có sao ngoài da không mà quý đi cẩn thận nha ta đi gọn hơ gọn hơ nè thấy không nè thấy không bị xước cây mà YouTube người ta quay tao đăng mạng luôn đó ôi đi vậy thì chừng nào tới nhà tời không tiêm tí xíu rồi à đi đi mới có đau không đau nhiều không đau chứ không trời ơi chết chết luôn quá có sao không chạy cái này cho đồng đạo nào đi đưa vào đây đi coi lắc nhắc chút đi có sao không chạy không biết đâu rồi bớt rồi đó rồi sao đâu mà giữ nha cái chè nè nè chết cái tâm lý ghê lắm sao thì cái nó cái cây nhỏ tâm lý cây này nó thấy là nó không khá sầu rồi có cái này là kê đường để lần sau mình đi dễ hơn chứ không có gì bà con là có một lần nữa là tôi có cái cầu thang nhôm để đây cái lên dạ. Cái đó luôn dạ rồi mà ta lấy hả chú kiểm lâm lấy dạ có ai còn cho nước là không vậy là chỉ có nước là mình bắt cây cầu thang gỗ hả cô đã cái cây tôi để là cái thới không mà ông chịu không dạ không chịu hả công đức của mấy anh làm cái cho cái đoàn đi sau được lên cho nó dễ dàng thôi đi nè rút đi nè cái ca nước anh cầm hả ở đây tôi cầm cho anh quay đi đây này nè nè đi đây để tôi cầm cho tại vì anh quay không sợ nó mình quay lại ở khu vực này một lần nữa cô bác để kiểm tra coi có cô bác nào gớt đồ hay gì không cái hút vừa rồi thì lu bu bị cô kia bị trợ cái chân chứ không có gì để coi có ai gớt cái gì không tại cái khu này nó hơi lập chập chút xíu và quay ngược ở phía sau nè hồi nãy có nhiều người phóng xuống đường này nữa nè hồi nãy mình cũng phóng xuống đường này coi có gớt cái gì không đó. Rồi đi thôi sao có ai gớt đồ gớt điện thoại vậy thôi rồi gớt tiếp theo khoảng giữa đây tôi ở cuối nhóm cho anh đi khoảng giữa đi kịp không lật bằng chân hả chẹo chân hả bước dài ra mỗi chuyến đi sẽ có một kỷ niệm vui buồn bình thường thôi ở nhà còn đứt tay đứt chân mà huống chi mà đi lội xa xôi dặn dặm gì mà cái cô đó mà cô đó cũng gan không sao thấy cô nói chuyện cũng còn điềm tĩnh không sao nó sâu vô một lỗ luôn sưng bầm xanh lên khúc nữa
à, vậy không sao, nhỏ nhỏ gì, một kỷ niệm, cô đó còn khỏe, không sao. À, cô bác còn nhớ cái series hình như là series hành hương dịp lễ 12 tháng 8 năm 2020 hay gì ạ? Con chú đó té trợt cái đầu đó cô bác. Cái đợt đó mình băng cho cái cô kia đó, cái cô kia thì hình như là chạy cái chân, ông chú thì trợt cái đầu mắc chở đi bệnh viện đó cô nhớ không? Đụng tôi trên chân đó rồi lấy cái rồi còn vũ khí mình bỏ đâu hết trơn. Bắt đầu nó té chúng tôi cầm cái máy quay, tôi quay cái nặng nhân ra, cầm cái cầm giùm coi này. Mình làm để cô bác thấy cái đường đi nó nguy hiểm vậy nào mới mốt mình để ý. Từ nhân đắp được đó rồi trong viêm vớt. Cái này là sơ suất chút xíu là bị liền. Này nó chạy rồi nó đi xuống nó cao quá trời nó lên xuống hoài vậy thôi. Bên này rồi bên kia nó sứt cái móng giò luôn rồi còn gì nữa. Còn cô này lội xuống nổi xe luôn. Xe có kêu xe xin chứ rồi. Xe đi. Quá tài cái dốc này mà. Cắt này. Cái tay đây thôi hả? Lúc này đi từ từ mới được. Nha. Thằng chỉ nó cái giò cái điếu nữa. Té từ trong đó mà lăn dài xuống đây nè mà không sao chứ ba chân không có đẩy chứ. Rồi. Lúc này lên ăn dễ. Ê luôn dễ ra nè. Đó có bỏ túi chú xài. Cái chân bên này cũng có bị không? Chiều tay luôn. Biết cái đó đâu. Chiều tay là cái. Chiều tay đây. Rồi. Ở trong bên này có không ta? Không không. Bên này có không ta? Còn bên này đi cho nó cái. Dao ấy, cái dao. Rồi đây giỡn cho dao đi ra đi chậm chậm thôi. Đi từ từ xuống. Dắt lại vào. Đi xuống lên cái đó được không? Đi từ từ thôi. Cái giòn kia có từ. Đi từ từ lại. Ủa con ra con ra có rồi ra. Đi là con phải đi xe ôm mà tôi đi xe ôm. Đi ôm đi 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 kêu ôm rồi. Xe về tới chỗ mình làm cái nơi chỗ. Cái ba sợ luôn đây đưa đưa đây. Rồi thì chút 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 nó sẽ chạy lên. Rồi chỗ nào không biết ra ngoài. Rồi giác rồi. Ra. Vậy nó chạy ra cù chó mà. Quá mầm quá. Quá rồi. Đi đâu không? Đi đâu không? Cái đầu của sao không nghe nữa. Cái đầu kìa. Chuyện gì xuống này không? Ở trên đầu có dán keo được. Nhai kiếm cái gì nhai ta? Ở đây đâu có gì nhai được. Chui không, không kiếm cái gì đắp vô mới được, kiếm cái gì đắp vô cho nó ngưng máu mới được. Lấy gà đắp cho nó ngưng máu mới được. Không sao đâu, chạy cái da không sao đâu. Chạy da cho mặt á. Nè lấy giấy đi vô đi. Chùi đi hết luôn. Có cái áo này rồi, được rồi. Chạy cái chân, ông chú thì trợt cái đầu mắc chở đi bệnh viện đó cô nhớ. Có nhiều cái sự cố xảy ra nhưng mà tất cả đều im đẹp hết, không sao hết. Vì cái sự cố không mong muốn mà. À, mà không biết phải thực sự chính xác đây là Lan Thiên hay không. Tại vì cái khu này rộng dữ lắm cô, rộng mênh mông luôn. Không biết lội băng qua rừng kia có gì nữa.
ngồi trên đành núi Liên Đài tu hành tâm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đành thường thảnh thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yêu. Hồi ở cát trắng phiếu nè cô bác luôn, trắng bông ha. Lạnh lùng tổng mai, mùa xuân hứng cảnh lâu đài. Chắc là chỗ qua gừng rồi nè cô bác, cái gừng có con suối hồi nãy đó, rồi mình xây về ở phía sau để cô bác mình tham quan nè. Cái nắp ấm để kiếm một cái trái nào chưa bung nắp cả. Ôi bung nắp hết rồi cô bác ơi, buổi chiều bung nắp hết rồi. Cái này, ồ cái này này chưa. Cái cá nó đứt luôn rồi, sức nước rồi. Còn cái cá nước của mình thì hết rồi. Quá nắng rồi quá, buổi chiều. Để coi giấc này mấy giờ rồi. Hiện tại là 3 giờ 5 phút rồi cô bác, 3 giờ chiều rồi đó. Rồi mát rồi cô bác ơi, bước vào rừng. Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, với khí thét khúc trường ca dữ dội. Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng. Dần lá cây rừng, lá gai cỏ sắc, trong hang tối mắt thần khi đã quất, là khiến cho vạn vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, giữa chốn thảo nguyên không tên không tuổi. Nào những đêm dài bên bờ suối, ta thâu mình đứng uống ánh trăng tan. Nào những khi mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm gian sang ta đổi mới. Quá mát luôn ha, những cái cây này có ô nhìn đẹp dữ dằn luôn. Uống éo đủ kiểu hết luôn. Ở trên đó thì lan đóng từng giò đó. Gọi là phong lan đó cô á. Đóng lủng lẳng trên cây. Rồi, chắc này cởi nón ra qua suối này rửa mặt cho đã cái trời. Nó đi cái hướng này đi lên nè, sáu đi hướng này đi lên nè. Đá sỏi không à? Ở đây có hơi nước lên mình ngồi nó mau khỏe rồi lắm. Có bông cây. Cái kia sỏi nè. Ngoài nó chùm nhiều đó ha. Anh bóc ở đây toàn sỏi không? Sỏi sỏi hột không ha. Anh bóc lên coi. Ở trên nó chảy xuống nè. Sỏi không à? Nó là
Rồi mình xây đây một vòng nữa trước khi rút đi cô bác ơi. Cái dòng suối này rất là đẹp luôn. Tại vì cây lá ở trên rụng xuống đó mình thấy có màng màng đó, chứ thực sự suối này rất là sạch luôn. Rồi di chuyển phía sau của mình để coi có ai rớt gì nữa không, kiểm tra kỹ lưỡng. Rồi di chuyển đi luôn. Đi sao ơi? Đi 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 nhanh thôi. Đi nhanh lên. Cái lối nào không biết đường ra đó. Đi. Đáng lẽ chuẩn bị nãy giờ nó giờ làm gì hả? Cái ba lô chưa kéo gì kéo luôn kìa. Kéo gì kéo đó. Thôi ơi. Mày gấp cái là nó gói tung hết trơn đó. Chị biết thế. Làm gì chơi đợi khúc cuối mà. Có cá ngớp nhóc trơn rồi á. Vào rừng mà mình thấy có những cái dòng suối mà có những con cá thông dụng nó ở đó cô bác, thì có nghĩa là nước đó nó không có độc. Còn có cái, những cái dòng suối đó, nó có thủy ngân lưu huỳnh sắt nặng hay gì đó nha, có thể là mình uống mà sơ suất đó cô bác ơi là có thể bị tiêu chảy đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cái gì cũng hạn chế uống nước suối mà thấy tin tưởng được mới uống thôi. Nhưng phải gặp nước suối nào cũng nhảy xuống uống, coi chừng là đi cầu chết luôn đó. Rồi mình xây đây một vòng trước khi di chuyển đi cô bác. Phía sau của mình là một cái khu rừng nhỏ nhỏ, hồi nãy mình đi ngang cái khu rừng đó đó. Rồi đi tiếp tục. Ở đây là toàn là liễu trúc không cô bác. Cái khu này rất là rộng, được gọi là bình nguyên mà cô, bình nguyên giống như là bình nguyên Khai Lát cô bác nào coi những cái bộ phim về đất Phật đó cô bác thì sẽ thấy những cái bình nguyên của cái người Tạng á, người Tây Tạng người ta ở đó cô bác. Thì mấy cái khu vực đó rất là đẹp luôn. Nếu có dịp thì mình sẽ quay một cái series về Đức Phật để cô bác hành hương về đất Phật á, để cô bác mình xem. Sau cái series này là tới cái hang Sơn Đòn cô bác. Hy vọng là mình sẽ có dịp quay cái series ở hang Sơn Đòn, sau đó sẽ quay cái series hành hương về đất Phật, có nghĩa là mình đi qua bên Ấn Độ cô bác một chuyến nữa. Rồi xây ở đây một vòng để cô bác mình tham quan nha. Ở phía sau nè, nó bên trái của mình nè, phía trước nè. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hướng cánh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hồng anh. Tử di mây phủ nhiễu đanh,
bồng lại một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bậc tri âm, nay vì thương chung trần gian phản hồi. Nhị mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Cái đồng gọi là cái đồng cỏ này của ơi đẹp hết sức luôn ha. Ở bên Việt Nam của mình thì có những cái cánh đồng mà bằng cái cây gì cỏ tranh đó, của cỏ tranh mà đi thành cái lối mòn cũng đẹp lắm nha. Đi thành lối mòn nó gãy vậy nè, có cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà không có đẹp bằng cái cây liễu trúc nè. Liễu trúc này cái cọng để mình nắm cái cọng của cậu này y chang như cây trúc ha. Có mắt mà của đó, có mắt nè, xa một mắt, xa một mắt nè. Cây có coi nè, xa một mắt nè, khoảng chừng một tấc, hơn một tấc, nó có một mắt nè, giống như là cái mắt của cây trúc vậy đó. Không có nhánh đâu, có cái này không có nhánh, một thân nó đâm thẳng lên gì nè. Trên là có bông luôn nè, cái này là bông đó nè, có bông hơi già ha, cái bông non thì nó hơi đỏ đỏ. Rồi mình xây ở đây một vòng nữa để cô bác mình tham quan toàn bộ khu vực này nha. Bên trái của mình, phía sau lưng mình vừa trổ tới. Nãy là mình đi vòng vòng qua cái khu rừng đó cô á, rồi bọc qua bên trái đó. Rồi, chắc này tiến tới luôn. Quá xa nắng rồi, bữa nay đi về thành châu Phi luôn. Cái da mình bị ăn nắng của, có nghĩa là bị nắng cái là bắt đầu nắng. Ở nhà khoảng chừng 2 tháng cái bắt đầu da nó hết nám cái đi ra nắng cái rồi. Nó giống như là cái da nó bị ung thư vậy. Đường đẹp ha, rất là đẹp. Người ta chắc đá giống như bên Ấn Độ đó, có thấy chắc đá để cầu nguyện, hoặc là cái người Tây Tạng đó của người ta có những cái dòng pháp luân đó, người ta quay đó của đưa tay vô mấy cái dòng pháp luân, người ta quay và người ta niệm Phật hoặc là người ta cầu nguyện. Và khi người ta đi hành hương về cái xứ của Phật đó thì người ta chắc những cái đống đá gì nè đó, người ta cầu nguyện. Thì những cái này cũng hay của, có nghĩa là càng chắc lên thì nó càng đẹp thêm, nó đẹp thêm chứ nó không xấu thêm của. Người ta chắc những cái hòn đá lên thì nó đâu có cái gì mà phá hoại thiên nhiên hay gì đó. Còn chạy tuốt anh quay khúc giữa đi để nó trùng phim, tôi đi dắt đòn mà. Quay lại ở phía sau một lần nữa là có, tại mình đi cuối để mình gom đòn, để có sự cố cái gì thì mình xử lý được. Ai rớt gì lụm hoặc là ai có bị thương tích hay gì thì mình cũng sơ cứu được chút đỉnh. Rồi, mình di chuyển đi. Rồi mình xây ở đây một vòng quốc tham quan toàn bộ khu vực này nha.
đó đẹp ghê, eo nằm trên của tảng đá này ở trên, tảng đá này rời nè. Đẹp ghê ha, trên đó đá chắc chồng hết nhóc chưa. Cô bác ngồi nghỉ rồi, để mình xây ở đây một vòng, cô bác mình tham quan. Hồ cái tảng đá này đã hả, cái này nó rời nè. Xây đây một vòng nữa cô bác mình tham quan, dãy này rộng lắm cô bác ơi. Quá rộng luôn hả cô, mênh mông thật sự. Cái dãy này còn mênh mông, hồi nãy mình đi là cũng chưa có hết nữa cô bác ơi, còn mênh mông, cứ đi hoài là còn hoài đó. Đợi cô bác ở đây ngồi nghỉ, hình như hơi đuối hay gì đó. Trong thời gian đó thì mình xây một vòng nữa cô bác ơi, thật sự rất là đẹp. Như cái buổi chiều nè ha, mà lậu vô đây là tuyệt vời luôn đó, chắc là khoảng 3 giờ đó à, có nghĩa mình đi những cái điểm kia trước cô bác, rồi tới khoảng chừng 3 giờ mình lậu vô đây ha là tuyệt vời luôn, hoặc là buổi sáng sớm mình lậu vào đây để không có cái ánh mặt trời, không có nắng quá. Rồi mình để xuống. Những cái cây lan nè cô bác mọc nè, thấy cưng không, quay chặt lắc rồi cô mới nhảy xuống cái máy nó nó biết được. Để xây đây một vòng nữa đẹp quá ha, đủ hình thù hết trơn cô bác ơi. Nếu như mà chụp ảnh á, mình mà đem cái máy chụp ảnh theo đây chụp là chắc không có thời gian quay phim luôn. Cô bác nào đi đem theo cái máy chụp ảnh cô bác, cái điện thoại cũng được, nhưng mà cái điện thoại thì khi cô bác phóng lớn ảnh lên thì nó đâu có chất lượng. Nó đem cái máy ảnh nó lưu đủ thông tin, lưu đủ màu, lưu đủ kích thước lớn để mình rửa cái ảnh ra nó rất là mịn. Còn cái điện thoại thấy gì cho cô bác chụp lên cho cô bác cửa ra không bao giờ bằng cái máy ảnh được, trừ khi cái máy ảnh nó cũ quá, đời cũ quá thôi. Ồ, cái cây cong cong dèo dèo đã không, cong cong. Ôi ôi, lan đầy hết trơn ở trên kìa cô bác ơi. Ở dưới thì hoa cô bác coi nè, hoa nghẹt luôn. Ở dưới cái đường đi của mình hoa này, nhóc chân hoa ha. Nhờ cô bác có đi thì gác đừng xả rác ha cô bác, để cho nó sạch đẹp. Thiếu đồ hay gì cô? Thỉnh cũng được, đâu có gì. Thì nói với ông Sơn Thần một tiếng.
đó, bình thường đó, cho mình xin về một cái mình có nói là được hả, à, đừng có lấy ngang không sao. Dạ mắt thì mình lấy lại bông khác, ờ mắt thì xin lại cái bông khác, nói tiếng là được hả, không sao. Dạ 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 mình có nói là được không sao hết. Rồi để mình xây đây một vòng của bác tham quan nha, phía sau nè đẹp quá. Quay hoài không hết thấy nhớ ta. Nãy quên quá thôi, lại cái suối đó múc một cái xô nước. Tại vì mình đi còn mấy điểm nữa, ra ngoài xe không biết quá. Còn ai nước, còn nước không biết. Đắc xin chai nước suối quá. Cột cái cha này vô cái ba lô của bác, con tay buộc không được. Rồi buộc xong rồi đó nè, chen gì đỡ sách của bác luôn. Hai tay mình có tay ở không, nó quơ tới quơ lui nó cũng đỡ, tại mà cái ba lô nó siết quá. Đẹp quá ha, hai ba tòng này. Hồi nhỏ thì nó là một loại, nhưng mà lớn lớn lên thì nó mới ra hai loại lá. Người tu như thể ba tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Đẹp ghê không? Sữa trao là phần của mình, xưa nay lời lẽ sự kính chẳng mang. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta mời làm thi khuyên đời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Đến đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Gần ra tới ngoài đó, công nhận mấy cây liễu trúc này đẹp quá. Cái này mà buổi sáng của cô chắc tuyệt vời luôn. Nắng quá sáng nắng rồi, rồi dịu mát rồi. Đâu ha, vừa cắt tiếng thang cái ông thương liền. Chứ nắng chàng chàng chịu hết nổi của cô, đội cái nón bo này nó hực. Về mặt mày như hà bá luôn.
tại mình thấy sao mà có mấy cô bác người ta đi nhiều khi người ta để cái mặt trần luôn mà nó không có bị ăn nắng, mà cái da của mình nó sao đâu, cái da dởm, da Trung Quốc cái gì đâu, có kia là da Nhật hay thấy đi đầu trần trang trang như đó mà nó không có bị nám của đen thì mình chấp nhận đen rồi đó, nhưng mà ngặt cái nó không có đen mà nó nám giống như là con chó đốm vậy đó, cái chỗ bình thường cái chỗ đó. Mình xây ở đây một vòng nữa nha, rừng đồi phía trước của mình. Mình đi mấy cái điểm kế tiếp cũng đẹp lắm, của cái điện Minh Châu nè, cổng bàn ngữ gì cũng được, của mình biết đang nói về cái địa điểm đó là được, của còn gọi sao cũng được, như của gọi mình Thuận Điền CT, gọi là Thuận Điền, Thằng Điền, Em Điền, Cu Điền, Mày Điền gì cũng được chứ. Miễn là gọi về cái người đó là được rồi. Tới ra cũng gần tới rồi, của gần tới lắm rồi. Ông ơi cho một chút mát đi, quá xá nắng luôn rồi. Nắng quá nắng rồi, nắng cháy da luôn rồi. Đi vô thì háo hức của bác, đi ra thì hơi làm biết, có nghĩa là đi vô thì mình trong ngóng mình sẽ thấy được cái gì ở bên trong ra sao, giả sử nôn rồi cái bắt đầu cái mình hăng. Người ta nói tinh thần mà, người buồn mà cảnh có vui đâu bao giờ hết, có cảnh mình trong ngóng cái mình đi hoài cái mình không có ngán. Còn cái dắt này trở ra là mình biết đi ra ngoài xe đó, mấy cái chỗ mình đã đi qua hết rồi. Hồi hoa quá, hoa luôn, quá hoa đỏ đỏ nè, đầy trơn nè, có xem nè, đầy hết nè, ôi đầy mặt đất trơn nè, dữ dằn không, vô phim có thấy không ta, đầy mặt đất trơn giống như là người ta rải hoa lên khu vực này vậy đó. Mấy cái điểm này là hình như là chỉ có người Việt mình tham quan à cô bác ơi. Tại vì cô bác bên Campuchia thì tu theo Nam Tông. Nam Tông là những cái vị sư khắc thực theo hệ phái Theravada. Có nghĩa là những cái hệ phái tuân theo cái những cái lề lối của Đức Phật ngày xưa. Còn cái hệ phái Bắc Tông á, thì người ta du nhập qua cái khu vực ở bên Trung Quốc rồi dân thì có sự cải biên chút đỉnh. Có nghĩa là khi đầu tiên Đức Phật chứng đạo truyền dạy đệ tử, từ ngày mà có đủ Phật Pháp Tăng thì ngài truyền giáo cho những cái vị tăng và bảo những cái vị tăng hãy đi khắp nơi. Đừng có đi trùng với nhau, đi khắp nơi để mà bố giáo, có nghĩa là ban cái giáo pháp của Đức Phật trải ra khắp nơi. Thì truyền thống của Đức Phật và những cái vị ngày xưa, có nghĩa là các vị đi khắc thực, có nghĩa là đi tới đâu xin ăn tới đó để tạo cái nhân duyên cho chúng sanh. Tạo cái nhân duyên có nghĩa là những cái người, người ta thấy những cái vị tăng mà đi khắc thực, người ta sẽ mở lòng ra. Rồi những cái vị tăng đi khắc thực đó thì nhân cái cơ hội, cái dịp sau đó thì mình truyền đạo đó. Ví dụ như cô bác gặp mình đi khắc thực, đi ngang nhà cô bác, tự nhiên cô bác cảm thấy thương cái người này, dù cô bác không phải là cái người đạo Phật đó, nhưng mà thấy người ta đi nắng chang chang đi xin ăn đó, thấy cũng tội nghiệp. Rồi cô bác bới ra ăn chén cơm đổ vào cái bình bát của mình cũng chúc lành cô bác, cảm ơn thí chủ cho bằng tăng một cái phần cơm này, chúc cho gia đình thí chủ được nhiều phước lành và được nhiều hạnh phúc may mắn trong công việc. Rồi chắc không lẽ là cô bác im gu, nhiều khi gặp cô bác mà có nhân duyên rồi đó, cô bác sẽ nói ủa vị là sư này ở đâu, sư ở đâu mà đi xin ăn ở đây đó. Rồi mình mới mượn những cơ hội đó là bắt đầu mình mới dẫn nhập vào đạo, phải không cô á?
đó là có những cái nhân viên, ví dụ mình nói à, bằng tăng là khu vực ở Cần Thơ à, đi ngang đây à, nhưng mà vì thấy cái hạnh của Đức Phật ngày xưa rất là cao quý, có nghĩa là à, ngài đi đến đâu à, truyền giáo đến đó, đem cái giáo pháp lành à, ban rải khắp chúng sanh à, đem những cái hạt giống từ bi của đạo Phật để gian dàn trải trầm giống khắp muôn nơi, để mong cho chúng sanh thoát khổ được vui. Và giáo pháp của ngài truyền dạy đó là thoát ly sinh tử luân hồi, là mục đích lớn nhất à, tại vì sống ở trên đời á, thì có rất là nhiều những cái khổ. Ví dụ như thí chủ ở đây, gia đình có chồng có con à, vì công việc cơm áo gạo tiền người sinh nhai nhiều thứ khác à, nó dây lấy thí chủ, thì mỗi ngày mình sẽ làm việc rất là nhiều thứ à, để lo cho cái ăn cái mặc cái hạnh phúc gia đình cơm áo vân vân. Thì mỗi ngày mình phải bỏ ra khoảng 8 tiếng đồng hồ để mình làm việc, giả sử vậy đó, bắt đầu mình mới dẫn nhập từng chút vậy đó cô bác ơi. Nhưng mà lựa cái nhân viên sao nói sao mà cho nó ngọt ngào, cho nó yên tai, sao mà người ta có cảm mến ha cô bác. Rồi lần sau giả sử như có duyên mai đi ngang cái khu vực đó thì mình cũng lựa lời mình mình nói sao nữa, giả sử gì đó cô bác ơi. Đó là cách bố giáo hay không. Và khi có nhiều người thích nghe đạo rồi đó, thì các vị thường dừng dưới một cội cây, hoặc là ở cái chỗ nào mà đông người đó, các vị ngồi xuống và nói pháp cho một hai người nghe. Thì những người khác họ thấy có cái người nói chuyện đó, người ta cũng bu lại thân nghe có cái gì nó quá. Và từ đó cái nhân duyên nó nảy nở và cái đạo bắt đầu lan truyền ra quá. Người ta thấy hay quá, đúng quá, nó có lý nữa chứ không có lý, nó có lý. Tại vì một ngày mà cô bác nếu như là người bình thường đó, cô bác ơi, cô bác phải bỏ ra 8 tiếng đồng hồ mà nguyên một ngày cô bác có 12 tiếng đồng hồ là ban ngày thôi, mà cô bác bỏ ra hết 8 tiếng rồi. Rồi về nhà cô bác tắm giặt rửa vệ sinh cá nhân này kia thì nó tốn cô bác hết 1-2 tiếng nữa rồi. Vậy là ban ngày cô bác còn chừng 1-2 tiếng rồi. À, cô bác. Rồi chưa nói tới cái việc mà bắt đầu là mình rước con đi học về, rồi nấu cơm rồi làm những cái việc cá nhân à, ví dụ như là tứ cây, tứ kiển này kia cái chút nữa cô bác ơi. Rồi bắt đầu rửa chén, rồi giặt đồ này kia rồi nữa, cái chút. Thì cô bác tính lại mình đâu có còn thời gian bao nhiêu đâu, thật sự á. Mà nếu như chừng hai đứa con đó ha, là tha hồ mà cô bác chăm sóc nó luôn, la đứa này la đứa kia, đứa thì học bài, đứa thì giỡn nghịch, có đứa thì nó đòi đi tiểu, có đứa thì nó đòi đi ngủ, có đứa thì đòi bắt hoạt hình đủ kiểu cho cô bác ơi. Thì nó cũng gói tung cho mà nó giả sử vậy đó nha. Đó. Thì bắt đầu dẫn nhập từ cái những cái nhân duyên đời thường mà đi sâu vào. Đó, khó không? Tại vì mình với cô bác ha, thì ai cũng chết, nhưng mà cái chết có người đến sớm, có người đến muộn, mà thành ra mình không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Tại vì như cái chỗ mình đó, cô bác ơi, người 16, 17 tuổi là người ta chết nhóc trơn đó. Huống chi những cái người lớn tuổi hơn. 16, 17 tuổi đó, cô bác ơi, mình đang chạy xe bon ở ngoài đường đó. Mà không hiểu sao, cái ông xe tải đó, cô bác, cái đợt đó ngang nhà mình đó. Ông buồn ngủ sao đó, mà ông lạc tay lái, ông đâm một cái gầm, chết hai người trẻ măng, cô bác ơi. Ta chết lẳng nhách, có nghĩa là mình chạy bình thường, mình chạy rất là kỹ. Nhưng mà ngặt cái giống như là cái số mạng nó tới rồi, chết queo. Còn hai anh em đi đám cưới về đó cô bác ơi, hình như anh 21 tuổi, em 17 tuổi hay gì đó. Nhưng mà đi, đang chạy bình thường vậy đó cô bác ơi, cũng chiếc xe tải đi ngược chiều, tránh ông kia lạng qua đây, rồi giết hai cái người này chết queo luôn. Đó, rồi tới rồi đó, để mình xây ở đây một vòng đó cô bác, mình tham quan ha. Ở phía sau của mình đây, à, ở bên trái, và ở phía trước của mình. À, khi nói pháp đó, thì phải có cái nhân duyên mới nói được của. Còn nếu không á, thì rất là khó, bởi vì gặp cái người có duyên đó, thì mới nói pháp được. Còn nếu không người ta phỉ báng pháp là mình cũng có lỗi nữa, tại vì mình không có biết nhân duyên. Mình đứng ở chỗ cao cao này xây một vòng để cô bác mình tham quan nha. Phía sau nãy giờ mình đi là sâu ở bên trong đó cô bác. À, mình đi cái điểm tận cùng ở trong kia ra đây nãy giờ theo mình nghĩ chắc cũng khoảng 3-4 cây số, lội cũng rất là xa, cái đường đồng bằng nữa cô bác, chứ mình không có leo dốc nha, chắc cũng khoảng 3-4 cây số rồi. Rồi chắc này mình chờ cái đoàn di chuyển tới thì mình đi tiếp luôn. Hôm nay có một số tảng đá này nè, cái này thì hồi nãy mình đã đi qua và tham quan rồi cô bác, còn sâu ở bên trong đó nữa kìa, à, cô bác thấy ha,
còn mịt mùng ở bên trong á. Nhưng mà chắc mình không có cái thời gian nhiều để mà mình đi ở trong đó. Đó, mình di chuyển xuống. Vậy là mình đi còn có thể là 3 điểm đó cô bác. Chở ra là đầu tiên là mình chở xuống cổng trời hết ta. Cổng trời, Điện Minh Châu. Và chỗ nào nữa ta? Còn 2 chỗ nữa ha. Hình như là mình 3 chỗ luôn mà ta. Lan Thiên, Cổng Trời, Điện Minh Châu. Chứ cái chỗ nào nữa mình nhớ hình như là...